Chiều nay, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục có buổi làm việc với Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã nghe Tòa án nhân dân thành phố báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật về giải quyết, xét xử các loại án trong năm 2022. Theo đó, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố đã chủ động đề ra các giải pháp, nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới. Tỷ lệ giải quyết các loại án đều đạt vượt chỉ tiêu mà Quốc hội Tòa án nhân dân tối cao giao số án bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm tỷ lệ thấp so với quy định tại nghị quyết của quốc hội và tòa án nhân dân tối cao không để xảy ra tình trạng oan sai bỏ lọt tội phạm đảm bảo quyền lợi chính đáng của đương sự các hoạt động khác của tòa án nhân dân thành phố được triển khai đồng bộ và hiệu quả hoàn thành tốt các chỉ tiêu về cải cách tư pháp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tòa án được tăng cường triển khai kịp thời hiệu quả việc xét xử trực tuyến theo nghị quyết của quốc hội ban pháp chế hội đồng nhân dân thành phố cũng ghi nhận một số kiến nghị của tòa án nhân dân thành phố về việc các đơn vị liên quan cần lắp đặt các hệ thống thiết bị đường truyền để phù hợp với tòa án trong tổ chức xét xử trực tuyến, hỗ trợ kinh phí cho tòa án nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử các loại án, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.